Mình xin chào cô chú anh chị em nha các bạn. Hôm nay ở đây là mình có một dĩa mít, mít là mình đã luộc sẵn hết rồi, mình đã luộc chín rồi. Bây giờ mình sẽ chế biến vài món ăn nha. Mình làm món nào thì mình sẽ chia sẻ món đó trước. Bây giờ mình cho vào đây nửa bịch bột chiên giòn nha. Nửa bịch bột chiên giòn. Một muỗng cà ế một muỗng canh bột sư tử nha, muỗng canh bột sư tử. Bột sư tử nè các bạn, cái này mình mua trên mạng á. Khi mình làm bánh á, làm mặn, làm ngọt gì cũng ngon hết nha. Nó thơm lắm. Cái này là cái thật này nha. Mình cho thêm vào đây một muỗng cà phê bột nêm nha. Một muỗng cà phê bột nêm. Mình cho vào đây nửa muỗng nước mắm nha. Cái này khoảng chừng muỗng cà phê dung thôi các bạn, chứ không phải nửa muỗng canh đâu nha. Bây giờ mình cho nước vào. Mình quậy sệt sệt. Nếu ở nhà mình làm nhiều thì mình pha bột nhiều, còn làm ít thì mình pha bột ít, mình pha từ từ nha. Mình sẽ cho vào đây một muỗng cà phê. Một muỗng cà phê, cái này khoảng chừng 5 gram mà các bạn, mình đoán chừng vậy á, tại vì mình không có cân nhỏ. Nhiều khi nhà các bạn và cô chú nhiều khi cũng không có cân nhỏ đó, mình lường lường thì mình cứ liêm liếm lại nha. Tại vì lường muỗng chứ nó cũng không có chính xác mấy đâu. Một cái nhiều, một cái ít. Nó khó lắm. Nhưng mà mình không không có cái cân nhỏ đó nên mình lường vậy. Cho thêm tí xíu nữa. Rồi. Mình lấy cái cây mình đánh cho nó. Bây giờ ở đây là có sả nha. Đây là sả, ớt, mình cho vào luôn. Mình làm bột nó đặc đặc vậy, đừng có lỏng quá, sệt sệt vậy đó, như là bột chuối chiên nha. Rồi mình để cho bột nở nha. Bây giờ mình lấy mít mình sắt ra, mình bỏ bớt cái cùi. Cái này mình bỏ vô ngăn đá đó các bạn. Mình đi chợ về mình mua rồi mình bỏ vô ngăn đá. Mình xài cũng rất là lâu nha. Để cả tháng cũng không sao, để ngăn đá cả tháng cũng không sao nữa. Nếu các bạn mà ở nhà có mít á, mình lấy mình luộc đi rồi mình cho vào ngăn mát tủ lạnh. Mình để khi nào mình cần ăn cái món gì mình lấy ra ăn rất là tiện lợi luôn nha. Rồi. Mình bắt cái chảo lên, mình cho dầu vào. Mình cho dầu nóng rồi. Bây giờ mình cho mít vào, vào bột. Khi mình chiên mít chiên sả ớt cách này là nó không có rớt miếng miếng sả nào ra hết. Còn mình chiên xong rồi mình xào qua sả ớt á, thì nó sẽ rớt sả ra. Còn mình làm thì nó ăn nó vừa giòn. Ở trong nó bùi bùi, mấy cái hột này ăn bùi bùi béo béo ngon lắm nha. Bây giờ dầu đã nóng rồi. Mình cho mít vô.
Bây giờ mít mình muối xả ớt mình chiên vàng giòn các bạn thấy ngon ghê luôn á. Nó vừa cay cay, nó thơm mùi xả, nó giòn ở ngoài, nó mềm ở trong. Ngon lắm nha. Bây giờ để đây mình sẽ đi làm món thứ hai nha. Bây giờ mình làm món thứ hai. Mít mình cũng đã cắt rồi, mình chiên sơ. Chảo dầu hồi nãy mình chiên các bạn, bây giờ mình tiếp tục mình chiên. Sẵn đây mình cho đậu hũ rồi mình chiên luôn cho nó nhanh lẹ. Bây giờ đậu hũ với mít mình cũng đã chiên xong rồi nha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đi xào. Mình bắt cái chảo là mình cho miếng dầu vào. Mình cho tỏi vào, hành là hành tím vào. Cho khóm vào. Cho nửa muỗng canh đường cát vào cho nó ngấm miếng khóm nó thơm nó ngon. Tiếp tục mình cho tất cả đậu hũ với mít vào luôn. Khi các bạn xào cái món này ăn ngon lắm nha. Mình kho ngót ngót vậy đó. Cái khóm này nó ra nè, nó thấm vô đậu hũ, nó thấm vô mít rất là ngon. Món ăn dân dã miền quê. Bây giờ mình cho vào đây 2 muỗng nước tương. Nửa muỗng canh đường cát. Một phần ba muỗng canh bột niêm chay. Cho vào nửa muỗng tiêu. Cho vào chút xíu nước để cho nó ra khóm cho nó ngon. Đơn giản lắm chị em ơi. Giờ làm gia vị ít thì ngon chứ mà làm gia vị nhiều quá cũng ngán, mà tùy theo cô chú anh chị em nha. Có thể mình cho dầu mè, dầu hào vô thêm cũng được nha. Nhưng mà mình chỉ là làm đơn giản vậy thôi. Cô chú làm cứ thích ăn thì mình cho thêm vô không sao hết nha. Bây giờ mình cho 2 trái cà chua vô. Cho vào một chút nửa muỗng canh tương ớt. Mình không có xào cho nước nhiều nha. Cái này mặn mặn, ngọt ngọt, chua chua, ăn ngon lắm. Mấy miếng mít này ăn ngon bùi, nó thấm mà khóm á, ngon. Mình làm mình tự khen ngon luôn.
Bây giờ mình cho hành ớt vào nha. Vừa ăn lắm cô chú ơi, ngon quá. Bây giờ mình sẽ cho ra dĩa nha. Mình sẽ đi làm món thứ ba. Bây giờ mình đã cho ra dĩa rồi. Rất ngon nha. Bây giờ mình làm món thứ ba nha. Bây giờ mình sẽ làm món thứ ba. Mít mình cũng cắt ra rồi. Bây giờ mình cho vào đây nửa muỗng cà phê Vũ Duy Hương. Mình làm mít phá lấu nha. Mình cho hành phi sẵn luôn cho nó thơm. Tỏi phi sẵn luôn, một cái một muỗng nha. Một muỗng tiêu. Ba muỗng nước tương. Bây giờ mình trộn đều lên. Ba muỗng cà phê đường. Một muỗng rưỡi cà phê bột niêm. Bạn nào ăn bột ngọt thì mình cho vào nha. Còn mình như vậy là được rồi. Rất là đơn giản. Giờ mình để đây cho nó thấm nha. Mình cho vào đây một chút xíu dầu hào nha. Ở đây là có một trái dừa tươi nha. Trái dừa tươi để lát mình nấu với phá lấu mít nha. Bây giờ mình bắt cái chảo lên. Tỏi hành đã dậy mùi thơm rồi. Mình cho mít vào. Bây giờ mình đi chặt cái dừa cho miệng bự bự ra, mình cho ra tô nha. Mình xào cho nó thấm gia vị đi. Bây giờ mình chặt cái dừa trong cái thau hồi nãy mình ốp đó các bạn, ốp mít đó. Bây giờ mình cho vào. Mình cho vào đây một chút xíu màu cà ri nha. Hạt điều dầu của các bạn. Cho cái màu mình nó đỏ, nó đẹp, nó ngon. Thơm. Mình xào khô khô sệt sệt. Giờ mình cho hành tây vào. Bây giờ mình cho đậu phộng vào. Rồi bây giờ mình sẽ nhấc xuống nha. Ngon quá. Bây giờ mình nhấc xuống rồi mình cho tô bún rồi các. Bún ăn với phá mít lấu nha. Lấu phá mít. Nói lộn tùng phèo. Mình cắt vài cọng rau răm nha. Ăn mít này phải có rau răm nó mới đúng điệu, nó mới thơm. Bây giờ mình sẽ cho thêm hành phi vào nè.
cho đậu phộng vào thêm. Rồi. Như vậy là mình có một tô bún mít phá lấu rồi nha các bạn. Ăn rất là ngon nha. Mình làm cái này tại vì mình không có làm đậm đà mấy, mình làm vừa thôi. Làm ăn cơm thì mình làm đậm đà, còn cái này mình làm ăn bún với bánh mì á, thành ra mình không có làm đậm đà nha. Làm vừa để mình có xịt nước tương thêm mình ăn. Bây giờ mình lấy ổ bánh mì, mình sẽ nhặn nha. Nhặn bánh mì nè. Bây giờ mình cho đậu phộng vào. Ăn cho nó ngon. Cho miếng hành phi vào. Mình sẽ cho vài cọng rau răm. Mít này phải ăn cái rau răm nó mới đúng điệu. Nó mới thơm. Đây mình cho ớt vào. Đây ổ bánh mì của mình đã hoàn thành rồi nha. Đó cô chú anh chị em thấy ngon không? Mít phá lấu ăn với bún bánh mì. Khi ăn mình xịt nước tương vô nha. Chưa ăn thì giờ mình chưa ăn, mình không xịt. Khi nào mình ăn thì mình xịt thêm nước tương. Món này là món thứ ba nha. À, khi ăn mình trộn lên rất là đậm đà, rất ngon. Xịt chưa? Đó là món thứ ba là mít phá lấu. Bây giờ mình sẽ bày món ăn ra hết luôn. Bây giờ ba món ăn từ mít mình đã làm xong rồi, mình gửi ba món ăn này, cô chú thích làm món nào thì làm nhé. Ở đây là mít xả ớt, mít rơm rim khóm, phá lấu mít ăn với bún với bánh mì. Có lạc thì mình chấm thêm nước tương nha. Thời buổi bây giờ cô chú anh chị em cũng nên ăn lạc chút xíu đi. Rồi mình nấu nêm nếm lạc chút xíu, rồi khi nào mình có thiếu mặn hay gì đó thì mình nêm ra mình ăn thêm tí thôi, chứ đừng nấu mặn quá, ăn cũng không tốt cho sức khỏe nha. Thôi giờ ba món ăn của mình hoàn thành rồi, mình chúc cô chú anh chị em làm món này ngon miệng nha. Món dân dã nhà quê. Mình xin chào.